Cả nhà có biết đây là dàn đổ gì không? Rau gì đây không? Thấy chưa? Nhìn nó khủng chưa? Nhà mình là cứ mùa nào thức đấy nhá. Toàn rau trong vườn, rau sạch. Đấy. Thấy chưa? Nhìn đây này. Những quả đỗ này cực kỳ sạch luôn. Đấy, chùm đỗ. Đấy. Ai muốn dùng đỗ này mình gửi giống nha nhá. Quả ngon chưa? Đấy. Đây đây những quả này khô này có thể làm giống được rồi. Cái này lên nó lên như rừng. Lên như rừng cho bà con nhá. Đây, lên như rừng. Đỗ này xào ăn ngon lắm. Tốn cơm. Dàn đỗ nó lại leo lên trên cây cây dâu. Dâu chín, quả dâu chín. Đấy, quả dâu non. Đỗ già. Đấy, dây đỗ nó chả có chỗ leo ăn. Đấy, giờ mình đi thu hoạch nhá, mình hái nhá. Hái những cái quả non ăn được thôi. Đấy, những quả non ngon ăn được. Quả non ăn được rồi. Ngày xưa là cứ đi làm về là đi học về đi làm về là cứ ra vườn ra là hay làm dàn đỗ ván để ở sân để cổng thế là hái mà đấy thế là xào là ăn bữa cơm ngon đây một chùm rất là to này. Đấy. Đấy. Đấy không? Đấy. Hoa đây này nhìn hoa đậu ván này. Hoa và quả này. Đây nha. Hoa này, này hoa và quả hoa tím đây hoa và quả hoa và quả đấy, đẹp không. Đấy, hoa quả rất là đẹp đây nhá đấy. Đấy ngon không rất là ngon luôn đấy lại có bữa xào cơ ngon rồi ăn cơm ngon rồi.